Peggy 12. Thị trường game di động đang phát triển rất mạnh mẽ trong những tháng đầu 2018. Kéo theo đó là rất nhiều tựa game ấn tượng xuất hiện trên cả Android và iOS. Một vài tựa game trong số đó vốn đã nổi như cồn trong cộng đồng. Số còn lại thì dường như chưa ai biết đến hoặc chẳng mấy quan tâm. Tuy nhiên trong số những tựa game lạ lẫm đó sẽ có một vài cái tên là vô cùng đặc biệt, mà theo mình đánh giá là hấp dẫn không kém gì Bom Tấn 3. Với lối chơi sáng tạo hấp dẫn đi kèm nền đồ họa tinh tế hiện đại, hứa hẹn một phần nào đó thỏa mãn cơn khát của game thủ di động hiện nay. Ngoài ra sẽ có một số tựa game miễn phí và một số ít cái tên bạn phải trả phí. Thế nên tùy vào sở thích và nhu cầu mỗi cá nhân sẽ có một tựa game phù hợp cho bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Token Channel. Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu Top 10 game mobile mới càng chơi càng hay trong năm 2018 nhé. Prison Escape phần 2. Tham gia tựa game này, bạn sẽ dành toàn bộ thời gian để tham gia những phi vụ cướp bóc, rồi sau đó phải tìm cách vượt ngục để thoát ra ngoài. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn có thể nhận ra lối chơi trong tựa game này khá tương đồng với GTA. Bạn sẽ được cung cấp một số công cụ vật dụng thiết yếu và tận dụng chúng một cách hiệu quả để trốn thoát khỏi nhà tù. Có thể thấy phong cách tù nhân trốn chạy này là vô cùng hấp dẫn đối với game thủ. Hơn nữa, bạn lại còn có thể tự do điều khiển nhân vật của mình, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn hay bắn giết bất cứ ai. Ngoài ra, vì là một tựa game offline miễn phí dung lượng thấp, nên đồ họa trong game thật sự không mấy ấn tượng. Và nếu không quá khó tính thì bạn vẫn có thể nuốt trôi tựa game này. Fishing Drive. Đây là tựa game đề tài câu cá mới nhất đến từ ông lớn ném Marble Hàn Quốc. Và nếu bạn muốn trải nghiệm ngay tựa game này thì cũng chẳng có vấn đề gì, vì game đã được phát hành toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Tham gia trò chơi, bạn sẽ được trải nghiệm câu cá tại những bãi biển rộng lớn mênh mông. Tại đây là những vẻ đẹp huyền bí của một hệ sinh thái dưới nước, với rất nhiều loài cá đầy màu sắc hay những con cá mập hung tợn. Bạn sẽ được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết để đi câu và có thể nâng cấp chúng để chinh phục những con cá lớn hơn. Đối với những game thủ càng ngày càng ít thời gian rảnh rỗi, thì việc câu cá trên điện thoại chắc chắn sẽ một sự lựa chọn tuyệt vời. Infinite Defense. Đây là tựa game mobile mới sở phong cách Bom Tấn Overwatch, dành cho game thủ yêu mến thể loại mobile bắn súng. Điểm cộng đầu tiên của game cần kể tới chính là phần gameplay, kết hợp với góc nhìn trên cao phù hợp cho nền tảng di động. Và thay vì phá nhà chính đối phương giống mobile truyền thống, thì bạn có thể chiếm cứ điểm để sẵn sàng tấn công cứ điểm đối phương. Tất cả đều được tái hiện hoàn hảo, không thừa và không thiếu. Ngoài lối chơi, game còn làm hài lòng game thủ bằng tạo hình trong game, mặc dù hơi màu sắc nhưng vẫn vô cùng chi tiết bóng bẩy. Và đối với một tựa game đề tài giả tưởng như thế này, thì sự màu mè của nhân vật là vô cùng phù hợp. Battleground Frontline. Qua cái nhìn đầu tiên, người chơi có thể nhận ra đây là một tựa game bắn súng sinh tồn mới lạ, đi kèm với nền đồ họa tương đồng với Bom Tấn Overwatch trên PC. Tuy nhiên, cơ chế lối chơi trong game lại mang phong cách Battleground thịnh hành hiện nay. Nhiệm vụ của bạn vẫn sẽ là thu thập trang bị vũ khí đặt ngẫu nhiên trên bản đồ, sau đó chiến đấu cùng những người chơi khác khi vòng bo đang khép dần. Mỗi anh hùng đều có vũ khí và kỹ năng chiến đấu khác nhau. Chính vì vậy, người chơi cần tìm hiểu kỹ càng để biết và hiểu rõ mình phù hợp với hero nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng địa hình ván đấu để âm nơi phòng thủ, tránh đạn và ngắm bắn đối phương. Robot Reloaded. Tựa game này sẽ cho bạn hòa mình vào một phong cách bắn súng góc nhìn thứ nhất, như là được thể hiện bằng những khối vuông sắc cạnh giống Minecraft. Tuy nhiên, không vì thế mà đồ họa trong game trở nên kém lôi cuốn, mà ngược lại, ngay từ khi ra mắt cũng được đông đảo game thủ đánh giá là sở hữu nền đồ họa ấn tượng. Cơ chế lối chơi trong game vẫn đi theo thời đại bắn súng truyền thống, khi bạn phải vượt qua những màn chơi khác nhau với nhiều máy móc hiện đại. Tại đây, bạn sẽ đụng độ với nhiều robot tân tiến và chỉ có đánh bại tất cả chúng mới đem về chiến thắng cho bạn.
Ngoài ra, hệ thống nâng cấp vũ khí trang bị trong game cũng rất phong phú, với kho súng đạn dồi dào tha hồ cho bạn lựa chọn để chiến đấu. Dead Rival. Sau khi tiến hành thử nghiệm khá dài trên nền tảng di động, thì sản phẩm mới của GameLoft đã phát hành trên toàn thế giới. Và hiện tại bạn có thể trải nghiệm ngay tức sản phẩm sinh tồn 1 tấn này. Theo đó, đây là một game hành động tốc độ cao kết hợp với tối nhập vai phương lưu. Vì thế, bạn sử chu du trong một không gian rộng lớn, hay tùy chỉnh nhân vật sẽ có vũ khí và làm bá chủ đấu trường. Về cơ bản, đây vẫn là một tựa game hành động nhập vai thuần túy, nên người chơi phải chiến đấu với lũ zombie bằng những vũ khí trang bị mình có. Ngoài ra, nếu muốn, bạn có thể kết hợp với người chơi khác vượt qua thử thách, hay đơn giản là tham gia những trận chiến thời gian thực, cùng vô số trò chơi hấp dẫn cho bạn trải nghiệm. Bullet Battle. Đây là tựa game bắn súng TPS được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Game gây ấn tượng mạnh với người chơi đa phần là nhờ nền đồ họa ấn tượng. Hiện tại game chỉ xuất hiện trên nền tảng iOS, và nếu game thủ vị quan tâm thì có thể dễ dàng trải nghiệm ngay từ bây giờ. Bước chân vào game, bạn tham gia những cuộc chiến khốc liệt và gây cấn, khi game chủ yếu tập trung vào những trận đấu online với nhiều hình thức chiến đấu khác nhau, bao gồm cả mode sinh tồn Battle Royale. Game mang tới hệ thống vũ khí trang bị đa dạng cho bạn trải nghiệm ở từng chế độ chơi, cùng với đó là những bản đồ phong phú thiết kế cẩn thận, tạo nên một trải nghiệm bắn súng mới lạ không lẫn vào đâu được. Brave Day Survival. Tựa game sinh tồn mới này mang cho mình lối chơi không có gì thay đổi quá nhiều, nơi mà game thủ phải cầm cờ trong một thế tràn ngập thây ma. Bằng việc tìm kiếm khai thác tài nguyên còn sót lại xung quanh mình, bạn sẽ dần dần có đủ trang bị cần thiết để sinh tồn trong môi trường khó khăn này. Tuy nhiên, đó là về lối chơi, còn nằm sâu bên trong tựa game này vẫn mang nhiều tố mới lạ. Theo đó, bạn sẽ tập hợp những người còn sống giống mình để ứng phó từng đàn zombie và nhóm người từ nơi khác đến. Có một điểm khác biệt nữa trong game là yếu tố ngày và đêm, khiến bạn luôn phải cảnh giác nếu không muốn bị tấn công bất ngờ. Arkham Mobile. Là bom tấn trên nền tảng di động của Wildcard năm 2018, tựa game này được phát triển dưới bàn tay Drum Studio, từng được đông đảo game thủ biết đến qua nhiều tựa game như Bully hay GTA Mobile. Phiên bản di động này thừa hưởng toàn bộ nội dung cốt truyện của người đàn anh, cùng với lối chơi sinh tồn đặc trưng và nền đồ họa không hề thua kém. Tại đây bạn sẽ chơi đùa với những chú khủng long, bao gồm công việc săn bắt huấn luyện chiến đấu với chúng. Ngoài ra, tìm kiếm tài nguyên, xây dựng nhà cửa, chế tạo vũ khí cũng là những tính năng cơ bản không thể thiếu trong tựa game này. Giống như phiên bản trên PC, bạn còn có thể lập nhóm cùng nhau chiến đấu dù có ở nơi đâu. Hiện tại game đang thử nghiệm giới hạn trên nền tảng di động, và bạn cần đăng ký tại trang chủ để tham gia beta test này. Forgot Memory. Thực chất đây là bản làm lại của tựa game kinh dị đình đám xuất hiện trên nền tảng di động, với những nâng cấp đáng kể về đồ họa lối chơi. Sự trở lại lần này của game hứa hẹn ám ảnh rất nhiều game thủ. Game vẫn đưa bạn vào công thức lối chơi kinh dị sống còn truyền thống, xuyên suốt chiều dài của game mà không hề sợ vũ khí kinh hồn nào, mà thay vào đó chỉ là cây đèn pin yếu ớt và một khẩu súng tầm thường. Thế nên cuối cùng bản chất game thủ chỉ là một con người phàm tục đang cố gắng chống trả lại một thực lực ma quái không màng sự sống bất cứ ai. Với phong cách lối chơi căng thẳng cao độ nhưng không hề vô lý, đây rõ ràng là một sản phẩm kinh dị đáng cho bạn để tâm. Tuy nhiên, đáng tiếc là game hiện chỉ có mặt trên nền tảng iOS. Need you, Inspector. That's why I came to you. Oh, but you probably
likely don't remember anyway. Bạn đánh giá như thế nào về những tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bình luận của bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Token Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ hấp dẫn mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.